phía sau có cái gì vậy? Xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Thử Thách Vô Cực. Mình tên là CJ và khách mời ngày hôm nay là ai? Xin mời anh Cương. Xin chào mọi người, mình là Chí Cương. Ok, mời anh. Ui, điều này đúng là dù cả bao nhiêu khách mời mới nhớ. Giỏi thật. Giờ. Ồ. À, gió nở. Bà cười ghét không? Rồi ok, em vẫn sẽ hỏi nha. Anh thích trả lời thì anh trả lời, không thì next cũng được. Anh Cường ơi, anh Cường là người kể chuyện ma, thì đã có lần nào anh đã gặp phải ma chưa? Kể lại lần nào. À, có chứ. Đó. Thực ra thì nó cũng không hẳn là gặp ma, tại vì khi mà nói đến cái đề tài này thì là mọi người cũng hay có những cái thông tin trái ngược nhau á. Ông thì bảo chém gió, ông thì bảo là không có, ông thì bảo phải có. Nhưng một cái tình huống như này làm Cường là sợ gọi là vãi linh hồn khi mà đang diễn đọc trực tiếp phục vụ mọi người. Hôm đấy thì đang làm một cái đoạn chuyện nó rất là căng thẳng, rất là hồi hộp. Nhân vật chính đi vào một cái ngôi nhà hoang. Và có rất nhiều những cái tình tiết nó kinh dị nó xảy ra trong câu chuyện. Thì đột nhiên lúc đó thì tại vì cái Cường ngồi trong cái phòng livestream của mình ấy, thì là đang sau lưng ra cái cửa. Ở trong phòng thì một mình thôi mà kể chuyện ma thì lúc nào tắt hết đèn đi để tăng cảm xúc. Thế là tự nhiên là mình đang chụp cái tai nghe để nghe lại cái tiếng của mình. Thì nhiên cái cửa nó mở rình ra một cái. Mình quay lại mình nhìn, tại vì cái cửa nó cũng cũ, thỉnh thoảng nó cũng tự nó mở ra. Không thấy gì cả, mình quay lên mình lại chuẩn bị thì lại có người thò vào. Bố ơi trà sữa. Cái quả đấy thực sự là sợ. Không một câu chuyện ma nào mà sợ bằng cái quả bố ơi trà sữa được. Bố ơi trà sữa. Cái này là trà sữa của bố đây. Wow, hay quá. Ui, thế là đứa lớn nhất, thế là đứa thứ đứa lớn nhất. À, đáng yêu quá. Ok, như thế này đi, cũng không phải là không hẳn là gặp ma, nhưng một cái câu chuyện tâm linh cũng rất là khó lý giải. Ở khoảng năm 2007, thời điểm đó thì Cường đang làm CEO cho một cái tập đoàn về spa. Cái tập đoàn này thì chủ yếu là kinh doanh ở trong khách sạn 5 sao, không có gì nói ở đó. Nhưng mà cái chị chủ thì chị mở thêm một cái nhà hàng, nó có cả ba rượu, thứ ba nhẹ nhỏ nhỏ thôi. Thì ở trong đó thì liên tục là phải thay bảo vệ đêm. Bảo vệ đêm thì không ai ở quá 3 ngày. Và đấy phát bực với cả mấy cái bạn làm nhân sự. Tại sao lại cứ tuyển nhân viên thế nào mà lại cứ liên tục là người ta lại đi ra khỏi công việc, là người ta lại chạy khỏi công việc đấy. Xem là cái mức đãi ngộ như thế nào, điều kiện ăn ở người ta như thế nào lại bị tình trạng như thế. Thế thì không ai giải thích được. Lúc đấy tuyển tất cả là khoảng độ 7 bạn làm bảo vệ trong vòng 1 tháng. 7 bạn, cứ khoảng 2-3 ngày, chỉ có người chỉ một ngày thôi. Thế sau đó thì kiếm được một cái bạn rất là khỏe mạnh, rắn giỏi, chắc cú lắm, thì bạn ấy làm được khá là lâu. Thì sau cái thời điểm đó thì khi mà công ty làm một cái tiệc, thì là lúc đó thì Cường đến thì bị mất một cái sợi dây chuyền đeo ở cổ ấy. Thì là quay lại lúc đó là khoảng hơn 11, à hơn 12 giờ đêm rồi. Thì mới gõ cửa, thì gõ mãi không ra, gõ mãi không ai ra cả. Thế thì bắt đầu gọi điện thoại vào trong. Lúc sau thì mới có người ra mở cửa. Thì ở trong cái nhà hàng đấy là khói hương mù mịt, gọi là ngộp thở luôn, không thể thở nổi. Và đến chết rồi sao lại để như nó cháy này, bảo anh ơi, nếu như trước 12 giờ đêm mà không có thắp nhang như thế thì là không ai có thể ngủ được. Tại vì sẽ nghe được những cái tiếng guốc đi trên cái hành lang rất là rõ ràng, tiếng đập cửa dưới mà mở thì không bao giờ gặp ai. Rồi cái tiếng xoẹt 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 của cái máy chém. Thế thì Cường mới bảo là vô lý, không tin được vào những cái chuyện đó. Đến lúc đó thì mình vẫn còn rất là trẻ, mình không tin được vào những cái chuyện đó. Thế là sau hôm đó thì đến cái bạn đấy, bạn ấy rời đi. Thế thì do là không có tuyển được cái người nào bảo vệ ở trong, và hôm đấy thì là Cường mới quyết định là lên đấy thử một đêm như thế nào.
Thế thì mình thử một đêm thì đúng là quả thật khi mà mình nằm ở trong nhà thì chắc chắn là không có ai rồi. Mình khóa cửa giả cẩn thận không có ai, mà căn nhà nó khá là rộng dài. Ở khi mình nằm thì không ngủ đâu. Lúc đấy là khoảng độ 2 giờ sáng rồi. Thì nghe một cái tiếng guốc đi trên hành lang rất là rõ ràng. Với CJ đã bao giờ nghe tiếng guốc mộc chưa? Chắc là chưa. Tại vì bây giờ hiện tại người Việt Nam cũng người đi guốc rồi. Thì cái tiếng guốc đấy thì nó nghe nó rất là rõ. Thì cứ loạch lộc cộc đi trên cái hành lang. Mà mình thì không phải là người quá sợ hãi đâu. Thì mình đầu tiên mình nghe thì mình cũng kệ, không có gì cả, nhưng mà cảm giác như là người ta cứ đi lại gần đến chỗ mình. Ôi. Thế xong thì mình cũng tò mò, mình ngó ra mình nhìn thì chả có ai cả. Thế mình lại nằm một lúc sau thì cái tiếng đúng là cái tiếng nó xoẹt, xoẹt, xoẹt. Nó không phải là cái tiếng mái tôn, ở lúc đầu mình nghĩ là cái tiếng mái tôn nó rung là đấy người bảo vệ người ta nghe nhầm. Nhưng đây nó là cái tiếng xoẹt, xoẹt, xoẹt. Rất là đều đặn. Thì nghe hai cái tiếng đó thì về sau khi mà hỏi ra sau cái đêm đó hỏi ra, thì sau khi mà ra ngoài cái bà bán cái cơm rang mì xào ở đấy hỏi chuyện, nó bảo chỗ này ngày xưa là đặt cái máy chén của thầy Pháp trong cái ngôi nhà đấy ở cái khu phố Mã Mây, nó rất là nổi tiếng đó. Thì mình cũng tin, một trải nghiệm rất là thú vị, cũng sợ tóc gáy đấy. Ok. Wow, anh Cường kể câu chuyện ghê quá, sợ quá. Sau hôm đấy là vợ cho ngủ ngoài. Tôi không muốn tất cả đâu. Muốn không được. Kẻ nước mắm. Đừng đùa. Lọc tê nhỉ? Đừng đùa. Các bác có thấy không, mấy số vừa rồi là CJ lúc nào cũng dính mấy cái quả thử thách rất là vô cùng luôn, rất là khủng khiếp luôn. Nhưng mà hôm nay thì hai quả thoát nạn liền. Thoát nạn được thì nói thì cái này không bao giờ CJ có thể làm được. Đó là kể một câu chuyện kinh dị. Nếu anh Cường không sợ thì CJ sẽ phải làm một thử thách. Thôi next year mày anh. Nhưng mà anh cũng muốn nghe CJ thử em kể một không câu chuyện kinh dị được ấy. Nói là một câu chuyện về Halloween. Ok. Câu chuyện này là ok kể bản tiếng Việt nhưng mà có âm nhạc nó sẽ hay hơn. Một đêm ngày Halloween, em Jack với gia đình đang chuẩn bị cho lễ Halloween. Bố đã trang trí nhà, mẹ cũng đang chuẩn bị bộ quần áo. Đêm hôm đó, bố với cha phải chuẩn bị cái gì? Cái bị quả bị ngô cái gì? Chưa bảo là gì nhỉ? Jack O'Lantern. Ok. Bố với Jack chuẩn bị Jack O'Lantern. Họ kể ra đôi mắt tròn, kể ra mũi, triangle là gì? Tam giác. Và kể ra ba quả răng hình vuông. Ngay sau đó, bố Jack đã để một hộp rất đầy kẹo trên bàn và nói rằng Jack chỉ được ăn một kẹo một ngày thôi. Hôm sau, Jack ngủ dậy, chuẩn bị đi học. Jack chạy xuống cầu thang, dùng cả bàn tay để bóc cả bao nhiêu kẹo. Xong Jack đi học. Lúc Jack về, Jack O'Lantern đã thay đổi. Đôi mắt đã trở thành gì? Triangle. Đôi mắt đã trở thành đáng sợ hơn. Mũi đã bể đi. Quả răng đã sắc như con dao. Ôi, chuyện gì đang xảy ra đây? Đêm hôm đó, Jack có đi ngủ. Vậy thì Jack nghe một giọng nói thì thầm. Quá nhiều kẹo. Jack ngủ dậy. Cái gì vậy? Chuyện gì vậy? Jack bước xuống hành lang, bước xuống cầu thang, lại nghe từ bên trái. Quá nhiều kẹo.
Ngay lúc đó cha quay mặt sang: "Cái gì vậy?" "Trời thì tối om, không có ánh sáng nào. Vậy thì Jack mở cửa, trên bàn không còn Jack O'Lantern nữa, không còn hộp kéo nữa. Jack thì buốt nhẹ nhàng xuống phòng bếp. Từ phía sau lại nghe cái câu: "Không biết chuyện gì sắp xảy ra." Ôi rồi, không, cái cảm giác. Trời ơi, xin lỗi nha. Khó thế. Rồi, chắc nghe lại một lần nữa. Quá nhiều khéo. Chắc tự tưởng quay mặt sang, nhìn phía sau có cái gì vậy? Sao? Mặc dù không hiểu gì, mặc dù không hiểu được cái câu chuyện, nhưng mà kết quả, wow, hoàn toàn là sao được? Ôi trời, đây là một câu chuyện của Halloween, một câu chuyện Halloween có thay trên YouTube, đã hay rồi này, kể câu chuyện cho các trẻ em. Nhưng mà dù sao thì cũng là một câu chuyện, đúng không? Em mời anh say đi ạ. Thì anh cũng không phải thử thách gì đúng không? Ờ, anh không phải thử thách gì hết. Đấy. Em được thoát nạn mà. Ừ. Vui vui thôi đúng không? Let's go. Ui, thoát nạn rồi. Ê, mơ đi cưng. Kem nước nấm. Ui. Kem nước mắm. Đố mẹo. Đố mẹo. Cái gì Adam có hai mà Eva chỉ có một? Wow. Oh, Adam yeah. Có hai, Eva có một. Adam chữ A, một chữ A, hai chữ A, Eva chữ A. Oh. À. Được đấy, anh không đi thế mà. Là đầu tiên ra tôi này. Chúng ta cứ tuổi con người không lại lần như thế được. Quá hay, quá hay. Come on. Được tên rồi, được tên rồi. Đậu tương Nhật Bản. Úi, tiếp này. Chưa. Đậu tương Nhật Bản. Y. Ok. Quả này ghê lắm, nó không bao giờ hết mùi trong miệng. Ô, ngược lại. Hai. Đủ mẹo. Rồi. Rồi anh nghe. Cái gì càng to càng nhỏ? Bỏ tay chưa? Không phải càng to là kiểu kích thước, đó là cái càng con cua ấy. Con cua nó hay càng càng to càng nhỏ. Ghê không? Ghê, ghê. Được chưa? Ok, và đấy là đã kết thúc chương trình ngày hôm nay, thử thách vô cực, và chúng ta sẽ trò chuyện tiếp vào tuần sau. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại, bye bye. Em đang rất muốn có dâu. Có dâu á? Không, em vừa cạo dâu đấy, em xin lành đấy, em lại em đấy. Thì bây giờ vì em vừa mới cạo thì em sẽ lấy dâu xe. Lấy dâu bằng son. Wow.
Em muốn trở thành một người có dấu